bạn chẳng thằng ngày đấy cứ nhom miền chia cần lưu mũi nước nông cả sắc sản thằng nông nông miền Excel bạn chẳng nông miền Excel ngày đấy cứ nhom xong lực dụng bằng hai nhom pi rubik này cả prapra rubik môn Paul Bok và đại nước nông rubik môn Excel cứ giao chúng ta sám và chẳng nước nông chỉ tụt tới bằng pon sket khởi nhảy cái này cứ cả prapra rubik môn Paul Bok này ấy cứ dùng sản phẩm bok tận lấy và đôi chia bệnh chi chúng bệnh chi bệnh tụ sơ chế và chẳng là lấy có mấy khát bê dù nước nông ca pra pra tình năng rụp môn phòng bông ní cứ chương ai pra bàn chỉ là khả nạ thỏa mặt đá hỏi năng chỉ là khả nạ rụp môn và chẳng là lấy xong bằng hai nhầm pi là khả nạ thỏa mặt đá chỉ môn sẵn chẳng là lấy ưu tà hoa ta chú mũ xa cứ miền pra bùn nạ ní và chẳng hỏi bằng tú nì mùi cứ miền là khả nạ bạp ní hỏi cả lãnh tổ ta sko ní cứ xâm tài tử lưu bằng tú xa rộp chẳng là bây đại bằng bông trong bông xa rộp tình năng bằng tú mùi nì xa và chẳng bông bông ai chờ đặt khó sơ bỏ dưỡng ở trong tí tăng đại bông bông trong bàn bằng tú xa rộp chẳng là lấy ưu thông thật nhóm đã nâng lại nì và chẳng khó sơ dưỡng bên nào dưỡng đặt tới cư viên năng rụt màu đã chìm mình tràng chung vĩnh bùn ý bà bây dưỡng đã màu chết cư viên chết màu bạm nì chẳng là bây đại dưỡng cho tới cư viên trên chùm lõi nâng lại nâng tạm đồ chẳng bà xin chị bông bông ưu thông thật trong một sơ tìm mùi nì và sơ bằng tụ buồn bằng tụ ní chứ bông bông cứ trời đặt khô sơ trong chùa này đài và chẳng bà xin chị bông bông đặt khô sơ trong cái này ná cứ viên năng trên lực tập hôn là cái này nụ tèm đồng và chẳng lấy xem xong đặt nơi cái này tèm đồng chẳng nơi bê đại dương bông bầu tân năng bằng tụ sơ sơ rộp và chị đồng bông cứ bông bông cho nhà sơ màu chì môn sân và cho nhà sơ màu bà này bạn tốt màu bông bông ai cho tân năng lệnh như mùi mùi bông bông trong bốc mà chẳng ngồi thật lệnh này mà chẳng bắt đầu mà tiết cứ dương thư phương chỉ lạc nạ xa mạnh và mình đi thay bông bông cho xí chứ mùi năng sử nhà bầu và chẳng này nhằm cho xí hát nhằm cho sử nhà bốc và tốt màu bông bông cho bằng tụ mùi tiết đại bông bông trong bà nắng và ổ thọ bầu mùi tiết và hỏi xí sử nhà bầu mùi tiết hỏi cho mùi tiết và xí sử nhà bầu mùi tiết hỏi năng trong khói mùi này và nó bị đại bông bông bầu tới bông bông khơi nha này cái đã thả y đập bí cứ mình này thả chú dưỡng cực y ní hỏi rô mùi ní cứ đập bì và hỏi ní F đập bí và F đập bí cứ chùa ní và hỏi đập bí được nhiều và F G A được nhiều năng mà nó bị đại bông bông cho khơi mà mình hỏi bông bông con tại cho nhà Inter tới chứ cả sạch và nó bình tú cứ dương năng khơi nháy cứ xam sắp buồn chẳng hạn ní cứ chia rập biếp này cả bầu xàm anh đế mà là dương ọt pra rụp bông môn đế mà ní cứ dương ta chỉ là cái nạp tòa mót và chẳng ở lấy ưu thoa ta sắp mùi này mùi tiết mà chẳng sắp mùi này đôi khi bà mà máu hồi dừng đặt bố và bố và trong cái rồi hồi dừng inter máu đôi khi và chẳng bên nào đây dừng đặt khó sơ này ná cứ về rút chùm lõi từ khăn nụ tạm đồ và chẳng ưu thoa ta nhóm đặt khăn cài từ tiền này thì và chẳng chùm lõi cô nó khơi khăn cài nâng đại và chẳng bố bà hãy in theo đó và sắp này vì ở dưỡng xua thay dưỡng trong ban trong loài được lại này hãy cứ mùi có ọt mà chẳng này chẳng cả lãnh phần tụ nâng cứ ở sài từ lửa khô sơ bỏ chướng bởi dưỡng đặn được lại ná cứ vì nâng rốt trong loài được lại như tại một đồng và chẳng nó bị đặt bóng ôn bố ban mùi được mùi copy dạng này hơi mà mình bài chạm bầu kia tế nó không được một Excel cái này và chẳng cả pra pra Excel cứ vì miền phía nghỉ xưa nó bị đặt bóng ôn bầu tạm mà nẹ được mùi copy nẹ ấy khơi hói chừng còn tại ô tới chứ cả sạch chẳng là nhầm sạch lại về pin này hỏi chừng đặt khô sơ chom này cái này trên chiếc nhà bầu bẩm này mà hỏi dừng ô cho chrome và nó phần tụ nó dừng khơi tạm đòn chẳng về sau mùi nó cứ bầu máu khơi mùi nó phần tụ này cái này và bà chẳng anh ấy cứ chia được biết những bộ sản mạnh thế bà chẳng là chúng xong bằng hai nhóm pi rụp môn mình mà đòn bà chẳng rụp môn cứ được nghĩa bà chẳng bộ môn đã có sơ trong tì tăng là bộ môn trong ở trên chiều bình tụ nắng bà chẳng sơ mùi ní cứ nhóm đã nơi có sơ mùi ní bà chẳng bộ môn cho nhà smart hay bộ môn vi pi thật sam chẳng vì mình s u m bà hay những bộ môn khởi sự kiện được hàng lớn ní cứ cái này hay tập bóng kế mà chứ nhưng cho cái năng bị đón của bạn đừng mua cô dương mình bắt cho chứ dương còn đặt bằng sinh nhà vùng của chỗ tới của bạn này mà chẳng là nhầm chọn nhìn máu cứ việc trên nhà vùng của chỗ hai bóng phôn sẽ lạch vía mà sẽ lạch mình này thật sẽ lạch thì tăng cái này để bóng phôn trong bầu sở rộp này và chẳng cũng miệng buồn chẳng sẽ lạch vì tìm mùi này là hồ đó tí buồn này và chẳng này thường có sợ dưỡng buồn mà hụt trong mình nhi tràng buồn lắm làm tao máu cứ chương bật vùng cái chỗ bệnh máu
បាទសំខាន់បំផុតគឺ complete សញ្ញាវងកញ្ចក់បាទយើងមិនបិទវងកញ្ចក់ទេគឺអត់ឃើញចម្លើយទេបាទអញ្ចឹងយើងចុច enter មកដូចគ្នាបាទឥឡូវដូចគ្នាសាំដូចគ្នាមកបាទអញ្ចឹងយើង select មកបាទហើយបិទវងកញ្ចក់វិញ enter បាទហើយយើងអស់ដូចគ្នាមិញមកបាទនេះបាទចឹងចម្លើយយើងគឺឃើញដូចគ្នាបាទគ្រាន់តែមួយគឺយើងប្រើប្រាស់តាមរូបមន្តមួយទៀតគឺយើងប្រើលក្ខណៈសាមញ្ញបាទបើសិនជាយើងភ្លេចរូបមន្តទៅយើងប្រើបោកបោកធម្មតាហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាវាពិបាកតិចព្រោះយើងនៅចុចច្រើនដងអានេះយើងគ្រាន់តែចុចរូបមន្តឃើញជាការស្រាក់បាទហើយមួយចុងក្រោយបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើរូបមន្តហ្នឹងដូចគ្នាឥឡូវឧទាហរណ៍មួយទៀតបាទបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់បោកតា2ពិន្ទុទេបាទចង់បោកថាកណិតនេះហើយនឹងខ្មែរនេះបាទអញ្ចឹងចង់មក2បន្ទុកមុខវិជានេះបាទបងប្អូនអាចដាក់ដូចនេះមកស្មើហើយសាមមកបាទហើយយើងចុចយកតែមួយទេបន្តមកទៀតយើងដាក់សញ្ញាក្បៀសបាទក្បៀសកន្លែងនេះគឺមានន័យថាយើងតម្រូវយកបន្ទុកដែលយើងជ្រើសរើសអញ្ចឹងមានដូចជាកណិតហើយនឹងមុខវិជាភាសាខ្មែរបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំយកកណិតនេះមួយបាទចុចកន្លែងកណិតមកបាទសូមអធិស្ឋានមិនចុចពីសាបាទអញ្ចឹងបន្តមកយើងចុចកន្លែងខ្មែរនេះបាទអញ្ចឹងអានឹងយើងមានថាយើងជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជាដែលយើងចង់ select យកមកហើយយើងបិទមួយចោល enter បាទនេះអញ្ចឹងវាមានចាញ់បន្ទុកមកតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងអស់ចុះក្រោមដូចគ្នាគឺវាមានថាយើងបូក2ដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែជារួមគឺយើងអត់ដែរមានបូកអញ្ចឹងទេតែមានបន្ទុកប្រមាណគឺយើងបូកទាំងអស់ហើយបាទនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍លើកយកមកទេបាទអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់រូបមន្ត3ថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបាទហើយកុំភ្លេចជួយ like ម្នាក់មួយផងនិងជួយ subscribe ចំពោះបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បាន subscribe បាទអញ្ចឹងអរគុណយើងនឹងជួបគ្នាទៅនឹងវីដេអូបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ